Chào các bạn, hôm nay thì tiết trời rất là mát mẻ nên là các bạn hãy thử làm cá chạch kho nghệ đi. Cái món cá kho này thì có nguyên liệu là rất dễ tìm, quen thuộc, dễ mua. Thì nó cho cái hương vị đậm đà, bùi và rất bén cơm. Nguyên liệu để làm cá chạch kho nghệ thì mình có ở đây là 800g cá chạch, nghệ tươi và có thêm một vài nhánh lá nghệ nữa. Nếu mà không có nhánh lá nghệ thì cũng không sao nha các bạn. Mà mình dùng thêm hành khô, tỏi, ớt, gừng. Và nếu như các bạn thích có thêm vị sả thì mình chuẩn bị thêm khoảng 1-2 nhánh nhé. Mình dùng ít thôi để cho nó không át đi cái vị nghệ. Ớt cay thì số lượng tùy vào khẩu vị ăn cay của gia đình mình, cùng với các gia vị nêm nếm kho thông thường. Bây giờ thì mình sẽ sơ chế cá chạch trước đã nhé. Thì đầu tiên mình sẽ cho chạch vào một cái âu hoặc là một cái tô sâu lòng. Và mình đầu tiên là mình sẽ phải làm cho chạch nó ngất trước đã. Thì mình sẽ sử dụng muối hạt mình cho vào đây. Và khi mà cho muối hạt vào thì chạch nó quẫy rất là mạnh, cho nên là các bạn là mình nhớ là dùng đĩa hoặc là dùng một cái rổ đá nhỏ để mình lèn nó lên trên để tránh cho cá chạch nó quẫy, nó bắn ra ngoài. Và một lúc sau thì các bạn nhìn là chạch nó sót ấy, thì nó sẽ im rồi, nó im rồi, bây giờ nó không quẫy nữa rồi. Thì các bạn nhìn nó có rất là nhiều nhớt ở sụng, bắt đầu lúc mà nó quẫy với nhau ấy, nó sẽ có rất là nhiều nhớt. Thì sau khi mà mình ướp cái muối hạt như thế này thì mình sẽ phải đi rửa lại cho sạch sẽ đã. Bước tiếp theo, sau khi mình đã rửa sạch đi rồi thì mình sẽ dùng nước nóng, các bạn áng chừng tầm 70 độ thôi ạ, đừng có dùng nước sôi ở 100 độ nha. Thì mình sẽ dùng chỉ khoảng tầm 70 độ thôi, mình trần nhanh để cho cái lớp nhớt bên ngoài nó đóng tảng lại. Đây các bạn nhìn thấy này, nhớt ở các cái của con chạch ấy nó đã bắt đầu cứng cứng lại rồi. Thì mình sẽ đổ cái phần nước nóng đi và mình xả rửa lại. Các bạn đừng ngâm kỹ mà chạch nó bị chín đấy nha. Và tiếp đến thì sau khi cái bước mình trần nước nóng ấy thì mình sẽ dùng muối hạt một lần nữa để bóp kỹ cho cái lớp nhớt nó bong hết ra và mình sẽ rửa lại. Bước cuối cùng thì mình sẽ dùng nước cốt chanh hoặc là giấm để làm sạch và khử tanh cá chạch. Các bạn cũng có thể dùng bột mì để bóp và rửa sạch nhớt cá chạch nhé, cũng rất hiệu quả đấy ạ. Cuối cùng thì mình sẽ rửa sạch sẽ lại là cá chạch mình đã sơ chế xong rồi. Cái cá chạch này mình không mổ ruột, mình sẽ để nguyên đầu và đuôi để kho. Con nào nhỏ thì mình để nguyên, còn con nào to thì mình sẽ có thể là cắt làm đôi hoặc làm ba tùy ý nhé. Cá chạch sau khi sơ chế sạch sẽ thì mình sẽ ướp cùng với 2,5 muỗng nước mắm. Khoảng 2 thìa canh đường và một ít tiêu xay. Mình trộn đều và ướp đây đã nhé. Và mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu khác. Trong cái trường hợp mà các bạn dùng lá nghệ thì mình rửa sạch, sau đó mình sắt nhỏ. Nếu không có lá nghệ thì các bạn có thể dùng một ít hành lá. Còn với các cái nguyên liệu như là hành, tỏi, gừng, nghệ, sả và ớt thì mình sắt nhỏ đi, sau đó mình cho vào cối và mình giã nhỏ ra. Đây mình sẽ giã như thế này nha các bạn. Tiếp đến khi mà các nguyên liệu đã sơ chế xong rồi thì mình sẽ cho khoảng 3 thìa canh dầu ăn vào nồi hoặc là chảo nấu. Và mình sẽ bật bếp làm nóng dầu và sẽ phi thơm cái phần hành, tỏi, gừng, nghệ, ớt, sả mà mình đã giã nhỏ đấy ạ. Và khi các nguyên liệu đã vàng thơm thì mình sẽ cho vào đây khoảng 1 thìa cà phê nước mắm. Mình trao cùng để cho cái hương vị nó bật dậy, cái hương vị đậm đà. Và sau đó mình chút cá chạch vào, mình xóc và lắc đảo nhẹ để trao cá với dầu cùng với các cái hành, tỏi, gừng, nghệ cho thơm. Các bạn làm như này thì cá chạch nó sẽ không bị tanh nữa đâu ạ. Khi các bạn nhìn thấy cái phần nước sữa ướp cá lúc nãy đã sôi bùng lên rồi, cá chạch săn lại có độ chín rồi, thì mình sẽ cho nước lọc ấm vào để kho cá. Cái lượng nước thì các bạn áng chừng nó xâm xấp mặt cá là được nhá. Nếu chuẩn bị được thì các bạn có thể dùng nước dừa tươi để kho cùng với cá chạch, cũng cho hương vị vô cùng hấp dẫn đấy ạ. Và sau khi cho nước thì mình sẽ để lửa lớn một chút, và khi nước kho cá sôi thì mình bắt đầu mình hạ nhỏ lửa xuống để sôi liu riu thôi. Và trong cái quá trình mà mình kho, các bạn có thể nêm nếm lại gia vị vừa ăn nhé. Thường thì mình chỉ cần cho một ít bột canh nữa thôi là vừa vị rồi. Và mình nhớ là mình lật mặt cá ở cái lớp trên để cho cá nó thấm đều vị. Mình sẽ kho lửa nhỏ đến khi mà nước kho cá nó sền sệt, nó sánh lại là được. Ước tính cái thời gian kho cá nó rơi vào khoảng tầm 1 tiếng. Hoặc nếu có thời gian thì các bạn có thể kho lâu hơn để cho cá chạch nó có cái độ nhừ xương nhé.
Ở cái bước này thì sau hơn 1 tiếng kho ấy, thì các bạn có thể tắt bếp và mình gắp cá ra mình ăn được rồi. Tuy nhiên nếu mà các bạn thích cá chạch nó kho keo lại thì các bạn có thể ở cái bước này mình tăng nhiệt độ lớn lên. Mình nhớ lắc nồi lắc chảo để nó không bị bén đáy. Đến khi mà cá nó keo lại đúng ý là được thì mình sẽ tắt bếp. Ở gần khi tắt bếp thì các bạn nhớ là mình rắc cái phần lá nghệ vào. Mình nấu thêm chừng 2 đến 3 phút nữa thôi là được nhá. Cá chạch kho nghệ thì rất thơm. Cái thịt cá chạch nó tươi ngon, ngọt thịt và đậm đà. Ăn cùng với một ít rau thơm hoặc là rau luộc. Thêm bát canh chua thì bén cơm vô cùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như thích video thì các bạn hãy nhấn like và nhấn nút đăng ký nữa để ủng hộ cho Cúc Béo nhé. Và nếu muốn tham khảo nhiều món ăn hấp dẫn khác thì các bạn có thể ghé qua trang blog của mình là cucbeo.com ạ. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.